nó không biết gì về quê hương đâu. Các bạn có nhìn thấy gì không? Đằng kia là nó là cầu Bãi Cháy đấy. Đấy. Đâu rồi, đi đâu rồi? Đấy, quay lại lên nào. Đấy. Thế xa xa là cầu Bãi Cháy. Bên tay trái của đít cầu nó là vòng quay mặt trời. Đấy. Còn phía bên kia nó là đầu cầu. Đầu cầu là phía nhà mình, còn đít cầu là phía người yêu cũ của mình ngày đấy. Thế bây giờ là sang bên đấy là cả họ nhà nó ra đuổi. Tán nó 4 năm sau cuối cùng bỏ. Chết mấy lần gà thì có đâu bỏ không? Ờ đúng rồi. Rất là điều. Hôm qua lúc kia Tán nếu để ý em chào cả họ nhà anh. Cay lắm, cay. Em chào cả lò nhà anh. Đẹp nhở? Gửi cho em xin ít mùi của biển. Anh biết cây này là cây gì không? Đúng. Đúng rồi. Rất thông minh, cho anh xin một phiếu bé ngoan. Đến với Quảng Ninh, đến với vùng đất đầy nắng và gió, mùi mặn của biển. Có mùi mặn mặn nhỉ? Mùi mặn mà. Mùi mặn này nó có mùi mặn của biển, đấy, của cá sao? Và mùi thối của rác. Xe xong đây. Ngày xưa nó trong vắt, cái hồi mà nó ở bãi biển Bãi Cháy nó vẫn là hàng thông ấy, cát biển nó không mịn như này đâu. Nó vẫn là cát biển nguyên thủy. Cái đợt hồi bé tí thì hề ti. Nó khác xa. Nước gọi là mát lạnh luôn, không bao giờ có tí rác nào. Thời đấy. Xong càng về sau là càng nhiều rác. Xong cuối cùng bây giờ nó quy hoạch như này thì nó mới không có rác nữa chứ. Không có mà chất đấu. Nhưng mà quy hoạch cái này thì nó là nhân tạo nhiều quá, nó không còn được trong như kiểu biển Cát Bà nữa. Cát Bà nó đơn sơ, nước trong vắt, nhìn thấy là xin lít. Thật. Đi Cát Bà bây giờ nhìn phê lắm. Còn đi Sầm Sơn thì nhìn sóng đánh tụt cả xin lít. Vàng khe nhưng mà sóng nó mạnh. Bãi Cháy thì vừa. Đợt đã nhớ đi Sầm Sơn đúng bánh nhẹ rồi. Tụt quần. Quần chiều sóng đánh tụt lắm. Sóng đánh tụt quần. Du lịch năm nay là bị ảnh hưởng nhiều.